Nga không kích xuống thành phố Hama thuộc mạn Tây Bắc của Syria. Chiến đấu cơ của không lực Nga vào thứ Năm 11 tháng 7 đã tiếp tục oanh kích xuống mạn Tây Bắc của Syria, trong đó bao gồm thành phố Hama, khiến cho ít nhất 11 người đã bị thiệt mạng, trong đó bao gồm nhiều trẻ em. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết đây là vụ tấn công mới nhất do Nga tiến hành kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu diễn ra vào cuối tháng 4, nhắm mục tiêu xuống tỉnh Idlib là thành trì cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy, với chủ trương là lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Cách đây khoảng 2 ngày, quân chính phủ do Nga yểm trợ đã không kích xuống tỉnh Idlib khiến cho 7 thường dân bị tử vong. Một bệnh viện ở địa phương đồng thời đã dừng hoạt động vì cúp điện do chiến cuộc gián tiếp gây ra. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, có hơn 550 thường dân đã qua đời trong các cuộc không kích tại mạn Tây Bắc của Syria kể từ tháng 4. Cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm qua cũng khiến hơn 370.000 người bị thiệt mạng và hàng triệu người khác đã lâm vào cảnh sống lưu vong.